Hoa hậu Phương Lê hiến kế giúp Hoài Linh xử lý em đẹp 13,7 tỷ từ thiện nhận gạch đá đổ xây nhà. Câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đang là tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Vì vậy, không quá khó hiểu khi nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng dành thời gian lớn trong buổi livestream tối 25 tháng 5 để phân tích. Theo đó, bà Phương Hằng nêu rõ quan điểm khi làm từ thiện cần minh bạch số tiền thu chi vào mục đích gì để rõ ràng với các mạnh thường quân. Giữa lúc Hoài Linh còn đang rối ren vì 13,7 tỷ vẫn còn nằm trong tài khoản, bị dư luận quay lưng. Bất ngờ, Hoa hậu Phương Lê lại đăng đàn khuyên nghệ sĩ Hoài Linh nên dùng số tiền này để đi từ thiện, góp vào quỹ mua vaccine phòng Covid-19 thay vì cứu trợ đồng bào miền Trung như đã hứa. Bởi tiền đóng góp dùng vào việc gì, miễn làm sao giúp bà con là được, không nhất thiết phải xây cầu. Đỉnh điểm, Hoa hậu còn quân sư cho Hoài Linh. Anh chuyển khoản trả lại hết cho những người đã quyên góp, họ muốn cho ai tùy thích, làm ngay đi anh ơi. Phát ngôn của Hoa hậu Phương Lê nhanh chóng gây chú ý. Nó không chỉ khiến sự việc đi sai hướng ban đầu mà còn phản ánh nàng hậu không hiểu gì về câu chuyện. Ngay từ đầu, mục đích kêu gọi từ thiện của danh hài Hoài Linh là mong các mạnh thường quân giang tay cứu trợ bà con đồng bào miền Trung gặp lũ. Chính vì vậy, nếu dùng số tiền này để mua vaccine như lời Hoa hậu Phương Lê đề xuất là sai mục đích, không tôn trọng tấm lòng của các nhà hảo tâm. Nếu làm theo lời bông hậu, Hoài Linh sẽ bị gán cho danh, không chữ tín, thất hứa. Ở thời điểm hiện tại, việc tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 đang rất cấp bách nhưng không thể tự quyết định thay đổi mục đích sử dụng số tiền lớn, được góp bởi rất nhiều người như vậy. Phần lớn mọi người đều không đồng tình với phát biểu của Hoa hậu Phương Lê. Thậm chí có tài khoản còn vào yêu cầu Phương Lê góp tiền từ thiện. Không né tránh, nàng hậu cũng phản pháo lại gay gắt. Tại sao chị phải lấy tiền chị đi vậy em? Giàu là phải cho sao em? Luật nào vậy cưng? Cho là tùy tâm em à. Tâm chị thích cho khi thấy tận mắt và cần thiết mới cho. Hiện tại, những thông tin xoay quanh câu chuyện từ thiện của Hoài Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhất là khi phản ứng của khán giả khá gay gắt trước cách xử lý của nam danh hài. Mới đây, giữa tâm bão từ thiện của Hoài Linh, danh ca Bảo Yến đã chính thức lên án bày tỏ sự thất vọng dành cho đàn em. Theo đó, nữ danh ca viết, cầm tiền 14 tỷ cứu trợ miền Trung mà để tới giờ này là biết ý đồ của Hoài Linh là muốn chiếm đoạt rồi. Đừng lấy đồng bào miền Trung tội nghiệp ra mà trục lợi của bà con. Chết là xuống địa ngục nước mênh mông đó chứ có đùa. Cõi này là cõi vàng thử lửa đó. Xem là vàng thật hay vàng giả mà xảy ra như vậy thì chắc là cái tâm tà rồi. Chị lên án hành động này của Hoài Linh. Không chỉ lên án đàn em, danh ca Bảo Yến còn chỉ ra bằng chứng cho thấy Hoài Linh lấy lý do dịch bệnh chưa đi được là hoàn toàn sai. Bởi bản thân nữ danh ca đã gửi tiền về quê hương đúng dịp lũ, người dân vẫn nhận được bình thường chứ không để tới giờ này. Rõ ràng Hoài Linh phải có ý đồ xấu là suy nghĩ của danh ca Bảo Yến. Nữ danh ca còn nhận định Hoài Linh không hề thiện tâm khi cầm 14 tỷ mà không giúp đồng bào miền Trung. Không cần phải luộc thì người dân miền Trung cũng đã đủ khổ rồi. Mới đây khoảng cách hết dịch cũng khá dài nhưng không đi rồi đổ thừa là dịch. Trong bài viết của mình, nữ danh ca cũng bày tỏ sự cảm kích khi bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng khui ra mọi chuyện để mọi người biết rõ. Nếu như không khui, không biết sự việc sẽ im lìm như thế nào hay cho chìm xuồng luôn. Hiện sự việc xoay quanh ồn ào của danh hài Hoài Linh vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.